Kênh bóng đá vui nhộn Mr. Zero đã quay trở lại rồi đây. Và sau đây là bản tin từ kênh của chúng tôi. Đặng Văn Lâm xuất thần giúp Việt Nam loại ứng viên vô địch Jordan để vào tứ kết. Trên lọt lung lưu với Jordan để giành vé vào tứ kết ASEAN Cup 2019, Đặng Văn Lâm đã chứng tỏ được bản lĩnh khi trở thành chỗ dựa tinh thần cho toàn đội. Khi bước vào lọt lung lưu với Jordan, Đặng Văn Lâm lặng lẽ ra khởi động một mình. Anh đã chịu rất nhiều áp lực kể từ sau trận thua Iraq ở vòng bảng ASEAN Cup 2019. Thủ thành sinh năm 1993 đã xuất sắc cản phá thành công một quả phạt đền của đội tuyển Jordan và Tiến Dũng thực hiện thành công cú sút quyết định. Cùng xem lại trận đấu đáng nhớ này nhé! Nếu thấy video thú vị, đừng quên cho chúng tôi một like, share và subscribe cho channel để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất từ kênh của chúng tôi. Tại vòng 1/8 ASEAN Cup 2019, với thành tích ấn tượng ở vòng bảng, Jordan rất tự tin khi bước vào trận đấu gặp Việt Nam. Huấn luyện viên Vitam Borkelmans bên phía Jordan phát biểu trước trận đấu rằng, cho đến thời điểm này, từ truyền thông cho tới người hâm mộ, không ai nghĩ rằng đội tuyển Jordan có thể tiến vào vòng loại trực tiếp ASEAN Cup 2019 với tư cách là đội đầu bảng. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, khi chúng tôi chơi không tốt, chúng tôi sẽ không có được sự ủng hộ của người hâm mộ hay tất cả và ngược lại. Trận đấu với đội tuyển Việt Nam sẽ hứa hẹn nhiều khó khăn, nhưng tôi tin các cầu thủ của mình sẽ vượt qua tất cả giống như họ đã và đang làm từ đầu giải. Về phía tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo tung ra đội hình mạnh nhất khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh trở lại sau án treo giò, Văn Hậu quay về vị trí hậu vệ trái quen thuộc, còn Nguyễn Huy Hùng sát cánh cùng Đỗ Hùng Dũng ở khu vực giữa sân, bộ ba Phan Văn Đức, Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Quang Hải thi đấu trên hàng công. Với tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội đều nhập cuộc thận trọng. Tuy nhiên, với thực lực nhỉnh hơn, Jordan dần chiếm lĩnh thế trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Văn Lâm. Nhưng đội tuyển Việt Nam cũng không hề tỏ ra quá yếu thế. Các chiến binh áo đỏ triển khai bóng tự tin và sẵn sàng chơi đôi công với các đối thủ đến từ Tây Á. Sự tự tin và kỹ thuật của Quang Hải giúp những đường lên bóng của các học trò thầy Park vô cùng thanh thoát. Đội tuyển Jordan lúc này đang tăng cường sức ép bằng hàng loạt pha mở bóng ra hành lang hai cánh, đặc biệt là cánh phải, bởi đây là nơi có sự hoạt động của Antamari, cầu thủ được kỳ vọng nhất của đội tuyển Jordan và chân sút mang áo số 18 đang thi đấu khá ấn tượng với những tình huống đi bóng kỹ thuật. Phút 20, Jordan khiến khung thành thủ môn Văn Lâm chao đảo, Antamari đi bóng kỹ thuật trước khi giật gót khiến hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam đứng sững. Pha tạt bóng sau đó đến chân Yasin trong tư thế trống trải, nhưng may mắn là cầu thủ này lại dứt điểm không chính xác. Không lâu sau đó, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có pha đáp trả. Phút 28, Công Phượng thực hiện cú đá phạt khó chịu, bóng sượt đầu Văn Hậu đi về phía góc xa. Tuy nhiên, thủ môn đội tuyển Jordan đã chơi cảnh giác. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Amr Safi thì có lẽ tuyển Việt Nam đã mở tỷ số ở pha bóng này. Đó là pha phối hợp đáng chú ý của Văn Hậu và Công Phượng khi Công Phượng làm tường cho cầu thủ sinh năm 1999 tung cú sút rất căng. Thế nhưng thủ môn Amr Safi vẫn kịp phản xạ để cứu thua cho Jordan. Phút 39, Jordan được hưởng quả đá phạt gián tiếp sát vòng cấm chết về bên cánh trái sau tình huống đạp bóng của Hùng Dũng. Các cầu thủ áo trắng phối hợp đá phạt và tiền vệ Baha Abdelrahman đã đánh bại thủ môn Văn Lâm bằng một cú dứt điểm trái phá từ góc hẹp mở tỷ số cho Jordan.
Trong ít phút còn lại của hiệp 1, đội tuyển Việt Nam bất ngờ tạo ra nhiều cơ hội với những cú sút xa, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Những Công Phượng, Quang Hải và Hùng Dũng, Trọng Hoàng liên tục bắn phá khung thành đội tuyển Jordan. Đáng tiếc là ở tình huống dứt điểm từ ngoài vòng 16-50 của Hùng Dũng, thủ thành Safi đã bay người để cản phá, một cú sút rất căng của tiền vệ đội tuyển Việt Nam. Bước sang hiệp 2, các cầu thủ áo đỏ sao vàng đã tạo ra lối chơi cực bất ngờ. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo chơi bóng tự tin, liên tục dồn ép trước khung thành Jordan. Sau hàng loạt tình huống, bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 đã đến với Việt Nam ở phút 51. Từ tình huống Trọng Hoàng căng ngang không thể tốt hơn, Công Phượng băng vào dứt điểm tung lưới Jordan. Có bàn thắng giải tỏa sức ép, các tuyển thủ Việt Nam như được tiếp thêm sức mạnh thi đấu. Sau đó họ tiếp tục áp đảo hoàn toàn về lối chơi. Trong vòng vài phút, từ 60 đến 62, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo liên tục tạo ra cơ hội trước khung thành Jordan, nhưng bàn thắng thứ hai vẫn chưa đến. Đáng tiếc nhất là tình huống dứt điểm của Phan Văn Đức ở phút 60. Bóng vượt qua thủ thành Jordan, nhưng hậu vệ đội bạn đã kịp thời lao về phá bóng cứu nguy. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang chơi rất tự tin và bình tĩnh khi chủ động kiểm soát bóng và phối hợp khá nhịp nhàng. Trong khi đó, thế trận dường như đổi chiều khi Jordan đã lùi sâu đội hình về phòng ngự số đông. Đội tuyển Việt Nam không chỉ kiểm soát tốt thế trận mà còn phòng ngự rất tập trung và kỷ luật. Hầu hết những pha lên bóng của đội tuyển Jordan đều bị đội tuyển Việt Nam hóa giải. Lúc này, trận đấu đang trôi về những phút cuối, Việt Nam vẫn đang chơi ép sân và khiến cho Jordan phải rất vất vả để chống đỡ những tình huống tấn công liên tục của các chiến binh áo đỏ. Dù chơi thăng hoa hơn, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn không thể ghi bàn và hai đội phải bước vào hiệp phụ để phân thắng bại. Các học trò thầy Park vẫn đang phòng ngự khu vực khá chắc chắn trước những pha tổ chức tấn công của đối thủ. Hầu hết mọi mũi tấn công nguy hiểm của đội tuyển Jordan đều bị phong tỏa và khóa chặt. Sau đó, Xuân Trường được tung vào sân thay cho Phan Văn Đức để tăng cường khả năng cầm bóng ở giữa sân.
trải qua 2 hiệp phụ nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Tỷ số chung cuộc của trận đấu vẫn được giữ nguyên là 1-1. Hai đội bước vào loạt sút luân lưu may rủi để phân định thắng thua cho trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 Asian Cup 2019. Trên chấm đá penalty định mệnh, lần lượt Nguyễn Ngọc Hải, Hùng Dũng, Xuân Trường thực hiện thành công. Cầu thủ vào sân thay người Minh Vương sút bị thủ môn Jordan bắt được. Bên phía Jordan, Bahasev là người đá dội xà ngang trước khi thủ thành Đặng Văn Lâm xuất sắc cản phá cú sút của Ahmed Saleh. Và thực sự, quả đẩy bóng thành công của Văn Lâm đã góp phần quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở ở loạt đấu súng với tỷ số 4-2. Thủ môn này cũng đã có những chia sẻ sau trận đấu. Đây là chiến thắng của toàn đội, mọi người rất tuyệt vời. Anh em đã cố gắng trong 120 phút với Jordan. Ở loạt luân lưu tuyển Việt Nam đã có may mắn, nhưng may mắn đó đến rất xứng đáng với cả đội, Văn Lâm chia sẻ. Nói về bí quyết đẩy 11m, Văn Lâm chỉ cho biết anh có sự chuẩn bị kỹ về tâm lý cũng như rất tự tin khi đối đầu với cầu thủ Jordan. Không chỉ thể hiện rất tốt trên chấm luân lưu, thủ môn cao 1m88 này còn có một trận đấu rất hay, trở thành chốt chặn an toàn trong khung gỗ Việt Nam. Các bạn vừa xem lại ngày Đặng Văn Lâm xuất thân giúp Việt Nam loại ứng cử viên vô địch Jordan để vào tứ kết. Nhớ chia sẻ cảm nghĩ của bạn về trận đấu này cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.